Hello, xin chào tất cả anh chị em đang xem clip này nha. Mình là Mr. Jam, khám phá những điều kỳ thú. Nếu các bạn thấy hay thì comment, chia sẻ và đừng quên cho mình một lượt đăng ký nhé. Trong video ngày hôm nay, mình cùng các bạn sẽ đến Angola để tìm hiểu vùng đất này nhé. Nói đến Angola thì mình không thể nhắc tới một anh YouTuber ở Việt Nam đang sinh sống làm việc tại đó. Đấy là anh Quang Linh Vlog. Sở dĩ mình làm video này là vì mình đã theo dõi video của anh Linh rất là lâu và mình rất là tò mò về vùng đất này. Và bây giờ mình không vòng vo nữa, mình xin phép được vào chủ đề chính luôn nha. Về địa lý, với diện tích là 1.246,700 km², Angola là nước đứng thứ 2, thứ 3 châu Phi sau Niger. Nó có kích cỡ tương tự với Mali và gần gấp 2 lần Bangladesh của Hoa Kỳ. Angola được chia thành 18 tỉnh và 158 khu đô thị. Angola là một quốc gia ở miền Nam châu Phi, nằm bên bờ Đại Tây Dương. Nước này có chung biên giới với Namibia, Cộng hòa Dân chủ Congo và Zambia. Angola tên chính thức là Cộng hòa Angola theo tiếng của Bồ Đào Nha. Tên Angola bắt nguồn từ Nicola của nhóm ngôn ngữ Bantu. Đây là tên hiệu của người cai trị vùng đất này trước khi bị cai trị bởi Bồ Đào Nha. Luanda là thủ đô thành phố lớn nhất của Angola. Tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ chính thức. Các tiếng trong nhóm ngôn ngữ Bantu chỉ được dùng trong các vùng hẻo lánh. Về dân số Angola được ước tính là 18.056,052 người vào năm 2012, bao gồm các sắc tộc Ovimbindo 93%, Ambandu 25% và Bangangko 13% và 25% là các dân tộc khác. Người Trung Quốc chiếm 1,4% và 1% là người châu Âu. Về nền kinh tế, Angola là một trong những quốc gia giàu nhất châu Phi. Về nhiều mặt, nhất là tài nguyên thiên nhiên, quốc gia này có nguồn dầu mỏ, khí thiên nhiên, các trang trại kim cương và nhiều loại khoáng sản khác. Về chính trị, Angola lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 12 tháng 11 năm 1975. Tuy nhiên, Việt Nam chỉ có đại sứ quán mà chỉ có lãnh sự quán ở đây. Khoảng 2.000 người Việt Nam đang sinh sống ở Angola với nhiều nghề như bán quần áo, may sẵn, làm ảnh và các chuyên gia giáo dục y tế. Angola cũng là một trong những quốc gia có tuổi thọ trung bình thấp nhất và tỷ lệ tử vong trẻ em sơ sinh cao nhất thế giới. Về tôn giáo, Angola là một quốc gia Kitô giáo, có khoảng 1.000 cộng đồng tôn giáo trong nước. Tôn giáo La Mã chiếm khoảng một nửa dân số. Ngoài ra, còn có thiểu số là người Hồi giáo, bao gồm những người nhập cư từ quốc gia khác. Và vừa rồi mình đã giới thiệu sơ qua về Angola. Nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và đừng quên cho mình một lượt đăng ký nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.